Có thấy cái mô hình hoạt động bán cơm 5 ngày này nó phục vụ những người lao động khó khăn thì có thấy cái kiến nghị của nó là rất tốt cho bà con. Dạ vâng, cho nên là cô cũng rất là ủng hộ đúng không ạ? Đúng rồi. Con có thể xin tên đầy đủ của cô đúng không? Cô là Hồ Ngọc Vũ. Hồ Ngọc Vũ. Cô Vũ là tổ trưởng đúng không ạ? Tổ trưởng. Có 3 khu phố mà già tổ trưởng tổ 31. Tổ. Để mình làm phát tâm mà. Dạ dạ. Qua tổ tí cái là đau. Có những người ta làm thì không có còn nào. Không có những người ta. Những phần thịt để nấu cơm 5k nha các bạn, 5.000 đồng ở Sài Gòn. Thật sự là cái này bán gì? Cái này là bán vì tình người thôi, với thật sự 5.000 bán không có được cái gì hết, chỉ gọi là cho người ta vô ăn, người ta không có ngại ngùng thôi. Thật ra ở Sài Gòn 5.000 không mua được gì đâu, nhiều khi mua chai nước suối mua cũng không được nữa. Nhưng mà có nhiều bạn vô nói là sao không bán không đồng. Thật sự là hai chồng mình có hai quán nha các bạn, một quán không đồng và một quán 5k. Quán không đồng là bán ở bệnh viện, tại vì ở những người ở bệnh viện á, người ta mới cần miễn phí. Còn ở đây á, là người ta không cần miễn phí, người ta cần tình người. Tại vì ví dụ mà bản thân bán không đồng thì người ta ngại, người ta không dám ăn. Nhưng mà thật sự ra cầm 5.000 vô Sài Gòn không mua được gì hết, không mua được chai nước suối luôn á, đúng không? Ở Sài Gòn 5.000 không mua được chai nước suối, nhưng mà bán cái này là bán là tình người thôi. Chưa, ai bộ biết gì làm? Đây là cơm 5k nha. Chưa ghé lấy cơm.
Dạ chưa bán. Mấy giờ làm? 10 rưỡi 11 giờ ghé ăn cơm. Dạ chưa? 11 giờ ghé ăn. 11 giờ đi. Chị mấy giờ bán số lại luôn. Dạ. Cơm này dành cho mấy người nghèo nha các bạn. 5.000 một dĩa. Mà có hai chồng lửa tuổi làm à. Không có ai đó. À, sáng phải thức dậy sớm do gạo nốt cơm kho thịt ông ơi má không biết pha đâu mà theo ý ông đâu mà ông kêu rồi nha à, để đi con pha đây là buổi sáng sớm dậy phải do gạo chút xíu sẽ nốt cơm dạ hiểu rồi nốt cơm cảm giác sao cực nhưng mà nó vui vì mình sống đời mình làm được ý nghĩa cho bà con chịu khó dậy sớm nấu cơm để có những phần cơm ngon đến cho bà con nhất là bà con bán vé số nè rồi đựng dây chai nè rồi gác đó ăn xe ôm đó ăn thì khó được đỡ đồng nào tại vì Sài Gòn một kiếm món cơm sườn cơm tấm thì đâu ra 5K nhiên dễ 5K 5K là bao nhiêu 5.000 hả? 5.000 này không phải là mục đích kinh doanh cho cả nhà mà vợ chồng em mục đích là để mọi người cùng chung tay chung sức giống như là số tiền đó để làm từ thiện. Đó, chứ còn mà cái số 5K đó là hai vợ chồng không có xài nha. Đó, cái số tiền đó là vợ chồng em để duy trì để cho bà con mua quà cho bà con. Nhiều người nói bán 5.000 lời lắm á. Có nhiều người thấy bình luận buồn lắm mới là cho không lòng mà lại cho 5K. Mà lấy 5K này đi. Nó kêu bán 5.000 lời lắm này mà mấy thằng đó 1.000 đồng không dám bỏ ra bác ăn cơm đi cô sợ nó tạo nghiệp ra tội nó thôi. Đó là cái điều mình phải thay đổi. Đó, mình làm gì đó, mình làm gì đó.
đóng của ba đâu có con đi ra nó không thấy ta đi ra lên bà dùng khi nào là bài lên thì em gửi cho Nhật, có gì anh Nhật gửi cho thầy là hợp lý là đúng không ạ? Anh gửi cho số điện thoại này là lúc nào có, còn có là em có đặt quá, đặt quá, đặt quá. Em cảm ơn, thầy rất là nhiều ạ. Có dịp là đó chứ, em vui ghé quán cà phê. Nhớ lên coi thử có cà phê không? Bữa đó cũng đi rồi, số cà phê thầy là không đồng. Bây giờ xưa là quán cà phê thì không đồng. Còn bây giờ thì mình bán cà phê là dạng một kiếm tiền đặc biệt. Học ở đâu chưa?
lấy cơm ra vô hộp. Vô hộp đi, cơm vô hộp đi mấy đứa. Từ từ con Trường phỏng á, để thầy làm cho đây là Trường. Rồi, đứng mấy bên đây lấy. Để thầy lấy ra. Vô hộp luôn đi, vô hộp sẵn đi. Đây nè, Trường. Ở đây nóng hổi rồi con. Cơm nóng hổi rồi. Mấy cái bao tay nè, hộp vô mới lấy ra để nóng. Cái bào tai đem vô lấy cái bàn đây này cho nó gáo nước cái đã. Cái mỡ đúng không? Này cơm này là cơm 5.000 dĩa. Dạ rồi. Đấy, con lên. Hả, thanh niên cho bếp. Vô bếp nha cả nhà. Thầy kia thầy mẹ ơi. Dạ, thầy Vinh ơi, thầy cũng cơm, chứ cơm mẹ ơi. Con qua đây đi, thầy múc cho con ship là để bỏ. Mẹ lỏng. Mấy cái này. Con thầy nè, móc vợ, vợ đẻ đây là. Đúng rồi. Đó chưa hai? Dạ đủ, mày sao cứ để đưa phay lên rất là tối. Mày chơi thằng ghét mày. Cơm này bán là lắm. Bỏ đồ ăn luôn. Chưa cơm. Nhóc ta ăn là bỏ mứa. Cái này
chị bỏ chị vào đây ạ. Dạ. Không bỏ lỡ số nha. Số này cũng quý tỷ luôn á. Thank you.
đồ ăn không nha An? Sắp hết cơm rồi nha các bạn. Dạ. Hồi nãy ế nhà mình hoài phải không? Không. Thôi, tôi đi ổng quýnh nhỏ bỏ quá. Bây giờ ba hộp hay hai hộp ấy lại xong rồi lấy thêm nữa. Mấy hộp mấy hộp? Bốn hộp ăn cơm đi rồi. Về đâu, nó về đâu nếu mà nó bị ăn đòn thì nó không về đâu. Đồ ăn nhiều quá, còn đồ ăn không Thảo? Cô một hộp hả cô? Ha ha.